Hiếu gia tàn tạ sau khi thừa kế đế chế kim cương khổng lồ của gia đình. Ngoại hình thay đổi của chàng thiếu gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng. Adrian Cheng là vị thiếu gia tài hoa và giàu có bậc nhất Hồng Kông, Trung Quốc khi có xuất thân không hề tầm thường. Lúc vừa tốt nghiệp Đại học Harvard danh giá, anh đã chuẩn bị thừa kế công ty New World Development và tập đoàn đá quý Châu Tài Phúc của gia đình. Sở hữu gương mặt điển trai tựa tài tử cùng tài năng xuất chúng nên Adrian Cheng được mọi người yêu quý và nể phục. Sau khi cha nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu, Adrian Cheng trở thành người gánh vác, điều hành tập đoàn kiểm soát một trong những khu vực địa ốc phát triển nhất của thành phố. Khách sạn Kalin tại New York, Mỹ và vận hành một chuỗi các cửa hàng trang sức với lợi nhuận còn cao hơn công ty nổi tiếng Tiffany & Co. đến 80%. Bên cạnh đó, gia đình của người đàn ông cũng sở hữu 4 công ty niêm yết với tổng giá trị trên thị trường lên tới 25 tỷ USD. Adrian Cheng ngày trước điển trai, bảnh bao. Trước khi thừa kế tất cả từ cha đẻ, anh đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công ty trước đó như phó chủ tịch New World Development và giám đốc điều hành của tập đoàn Châu Tài Phúc. Vào thời điểm thừa kế, Adrian phải đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề suy thoái kinh tế và giảm sút nhu cầu tiêu thụ hàng trang sức cao cấp. Ngoài ra, Adrian cũng phải lo việc duy trì các mối quan hệ làm ăn trước đây và gây dựng lại niềm tin với các nhà đầu tư sau các vấn đề từng có trước đó của tập đoàn. Hiện tại ở tuổi 43, Adrian Cheng đã thay đổi rất nhiều, nhất là về diện mạo của anh. Doanh nhân nổi tiếng này trông già dặn khi để râu quai nón với mái tóc xoăn dài. Trông anh chững chạc và chín chắn hơn so với hồi đầu đảm nhận vai trò thừa kế. Nhiều người dùng mạng bình luận hài hước rằng, dường như sau khi thừa hưởng đế chế tỷ đô, người đàn ông trông tàn tạ hơn nhiều vì sức nặng ngàn cân. Chàng thiếu gia trông tàn tạ sau khi thừa kế. Giờ đây, Adrian Cheng vẫn đang vận hành công ty một cách hiệu quả. Thậm chí, anh còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác, phù hợp với xu thế phát triển chung. Về đời sống cá nhân, anh có cuộc hôn nhân viên mãn và bền lâu với cô Jennifer Duy. Cặp đôi kết hôn năm 2009 và khá kín tiếng trên truyền thông. Thông tin và hình ảnh về nửa kia của doanh nhân này cũng rất ít thông tin. Có thể thấy, anh muốn bảo vệ gia đình mình khỏi sự chú ý của truyền thông và dư luận. Anh có cuộc sống khá kín tiếng trên truyền thông.